Tớ thấy bạn vừa gặp Ronaldo về thì tớ và không đồng mạng ấy có một câu hỏi rất là thắc mắc. Thế làm sao để gặp được Ronaldo bạn? Muốn gặp Ronaldo đơn giản thôi bạn. Có nhiều tiền là được. Hả? Có nhiều tiền là được. Có nhiều tiền là được hả? Đúng rồi. Thế câu hỏi thứ hai luôn là chi phí để sang gặp Ronaldo của bạn thì hết bao nhiêu tiền? Tính xem lại. Vé máy bay 2 chiều là khoảng 50 triệu. 50 triệu. Tiền làm visa 10 triệu. 60 triệu. Ở một tuần thì khách sạn là mỗi ngày khoảng tầm 5 triệu. 5 triệu một tuần là hết 35 triệu. 35 triệu. Cho là 40 đi. Là gần 100 triệu rồi, 95 triệu rồi. 100 triệu rồi. Tiền là ăn uống thì chắc khoảng tầm 3 triệu ngày. 3 triệu mà ở một tuần 20 triệu rồi. Đúng rồi. Là 130 triệu tròn rồi đấy. Khoảng khoảng đấy cả một số cái mua quà cho mọi người, mua đồ nước áo Ronaldo, đấy là mình mua được chục cái áo Ronaldo. Một cái áo bao nhiêu tiền? Một cái áo rơi vào khoảng 2 triệu mốt. Thế là sơ sơ tiêu hết khoảng 150 triệu. Khoảng khoảng đấy mọi người ạ. Cho một tuần sang Ả Rập Xê Út gặp Ronaldo. Tức là nếu mà tôi thấy là 150 triệu thì bạn thấy cũng thỏa đáng không? Tôi nghĩ là một con số cũng rất là thỏa đáng, bởi vì sao mình được đi du lịch này, được trải nghiệm. Và nhất là được gặp idol của mình, đó là Cristiano Ronaldo. Chắc là trả gấp đôi tội chịu. Quá xứng đáng luôn.